Hãng xe non trẻ của Việt Nam lại gây chấn động thế giới khi chuẩn bị xây nhà máy tại Đức. Các bạn thân mến, hãng xe quốc dân Việt Nam không thâm nhập vào thị trường châu Âu với tư duy nhỏ lẻ mà có chiến lược xây dựng nhà máy đặt trụ sở tại những thủ phủ hoa lệ nhất thế giới. Tờ báo Berliner Zeitung của Đức vừa đưa ra một thông tin gây chấn động khi VinFast sẽ đặt nhà máy sản xuất xe ô tô điện tại thủ đô Berlin với công suất là 1.000 xe một năm và tạo ra 2.000 việc làm cho người dân địa phương. Có lẽ nhiều người dân Việt Nam còn lắc đầu không tin trước sự kiện này. Tuy nhiên, khi đã đặt trụ sở tại California của Hoa Kỳ, thì việc bước chân vào thị trường ô tô lâu đời nhất thế giới cũng là chuyện dễ hiểu. Người Việt Nam cần nhiều sự tự tin hơn khi tìm ra hướng đi của tương lai. Thưa các bạn, đúng như Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nói, cắm cờ là phải cắm ở nơi xa hoa lộng lẫy nhất, thuê đội ngũ chuyên gia giỏi nhất. Ở những quốc gia có tiềm năng khách hàng lớn nhất thì sản phẩm của ta mới được biết đến rộng rãi. Trên bản đồ ô tô thế giới, Đức luôn dẫn đầu với nhiều hãng xe nổi tiếng và bán chạy hàng đầu. Việc này chúng ta đều rõ và có lẽ không cần kể tên. Khi đặt nhà máy tại đây, người Việt Nam được làm việc cùng những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, đồng thời cũng tạo ra vài nghìn việc làm cho người dân bản địa. Chúng tôi xin được lược dịch nguyên văn những nhận định của giới truyền thông Đức để các bạn khán giả cùng theo dõi. Theo tờ Berliner Zeitung của Đức, một nữ phát ngôn viên của thành phố Brandenburg tiết lộ các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, cô chỉ ra rằng tiểu bang này cung cấp các điều kiện tốt cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện. Đây có thể là nơi tiềm năng khi hãng xe Việt Nam VinFast tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy tại Đức. Cách đây vài tháng, hãng xe ô tô đến từ Việt Nam đã thông báo rằng họ đang tìm kiếm địa điểm sản xuất và phát triển tại Đức. VinFast được hỗ trợ bởi công ty tư vấn giao dịch GTAI, viết tắt của Germany Trade Invest. Đây là một đơn vị tiếp thị địa điểm và ngoại thương. Có trụ sở tại Friedrichstadt ở Mitchell, trực thuộc Cơ quan Phát triển Kinh tế Liên bang và Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang. GTAI đã xác nhận đơn đặt hàng. Đây cũng là công ty tư vấn cho nhà sản xuất pin Trung Quốc CIPL, sau đó thành lập một nhà máy sản xuất pin ở Thuringia. Bây giờ, hãy cùng nói về việc sản xuất ô tô điện của Việt Nam. VinFast ra đời năm 2017. Đây là công ty con của tập đoàn Vingroup, được thành lập tại Hà Nội vào năm 1993. Chủ tịch kiêm người sáng lập, ông Phạm Nhật Vượng, được coi là tỷ phú số 1 Việt Nam, với tài sản ước tính gần chục tỷ đô la Mỹ. Ban đầu, VinFast chỉ sản xuất xe máy điện, nhưng song song với việc thành lập công ty, VinFast đã đàm phán cấp phép với BMW để sản xuất các mẫu xe hiện đại của mình dựa trên BMW X5 và 5 Series. Vào thời điểm đó, VinFast vẫn chưa có nhà máy. Công ty chỉ xây dựng nhà máy sau khi ký hợp đồng với đơn vị đến từ Đức. VinFast chỉ mất chưa đầy 2 năm cho tất cả các công đoạn và đưa các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong dành cho thị trường trong nước lên dây chuyền lắp đặt tại Hải Phòng vào đầu năm 2019. Dù vậy, đầu năm 2020, công ty đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi khẳng định sẽ nói lời tạm biệt với xe xăng từ cuối năm nay. Thay vào đó, hãng xe Việt sẽ tập trung vào sản xuất xe điện với 5 mẫu xe, bao gồm VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9 vừa mới được ra mắt trong thời gian gần đây. Các mẫu xe này sẽ được bày bán tại Đức trong tương lai. Ngoài ra, hãng còn có mẫu VF E34 dành riêng cho thị trường Việt. Theo báo cáo, VinFast đã theo dõi kỹ hơn 2 địa điểm tại Đức, nhưng thông tin chi tiết không được tiết lộ. Tuy nhiên, có những đồn đoán về việc hãng xe Việt sẽ tiếp quản nhà máy Opel ở Eisenach hoặc nhà máy Ford ở St. Louis. Một trong những cơ sở dẫn đến suy đoán này là việc cựu lãnh đạo Opel, ông Michael Lohscheller, đã từng giữ chức vụ tổng giám đốc VinFast toàn cầu trước khi rút lui vào cuối năm 2021 vì lý do cá nhân. Với việc xây dựng nhà máy tại thủ đô của Đức, VinFast dự kiến sẽ tạo ra 2.000 việc làm tại đây, trong khi Brandenburg có thể tự hào với các khu công nghiệp liên quan đến ngành xe điện cũng như thuế suất thương mại thấp. Ông Stefan Brazil, Giám đốc Trung tâm Quản lý ô tô tại Đại học Khoa học Ứng dụng ở Berchtesgladbach tin rằng Berlin cũng là một địa điểm tốt. Ngoài ra, Berlin cũng có tiềm năng rất quan trọng. Ông Brazil nói, nếu VinFast muốn thành công ở châu Âu, công ty cũng phải phát triển sản phẩm của mình tại đây. Giáo sư ước tính, công suất sản xuất dự kiến khoảng 50.000 đến 100.000 xe mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 công việc. Khi được hỏi liệu Berlin có quan tâm đến việc VinFast định cư ở đó lâu hay không, câu trả lời từ các cơ quan phát triển kinh doanh nhà nước Berlin Partner rất ngắn gọn và rõ ràng, có. Berlin có một địa điểm rất phù hợp. Cụ thể,
ông đề cập đến khu kinh doanh Cleantech ở phía bắc của Mazan. Thậm chí, Berlin cũng có một khu vực sản xuất ngay giữa lòng thành phố. Ngoài ra, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà sản xuất ô tô quyết định thành lập các trung tâm phần mềm đổi mới tại Berlin. Theo ông Brentenbach, Berlin có cảnh quan nghiên cứu khoa học tốt nhất cũng như có nhiều chuyên gia nổi tiếng trong ngành. Theo Berlin Partner, các cuộc đàm phán giữa đơn vị này và VinFast đang được tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về các công ty riêng lẻ trong quá trình diễn ra. Tính bảo mật áp dụng cho tất cả các cuộc thảo luận với các công ty quan tâm đến việc giải quyết ở đây. Cơ quan Quản lý Kinh tế Thượng viện cũng tuyên bố. Hiện chưa biết khi nào việc tìm kiếm địa điểm cho VinFast tại Đức sẽ kết thúc. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên, mục tiêu luôn là càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, ông Stefan Brazel, kể cả khi VinFast không chọn địa điểm tại Berlin, những nhà sản xuất ô tô non trẻ khác, đặc biệt là của Trung Quốc, sẽ đến đây trong tương lai. Trên đây là những nhận định của báo chí Đức khi có thông tin hãng xe điện đến từ Việt Nam sẽ đặt nhà máy tại quốc gia họ. VinFast là hãng xe tiên phong trên thế giới ngừng sản xuất xe xăng và chuyển hoàn toàn sang động cơ điện khi họ tuyên bố sẽ trở thành công ty 100% xe điện từ cuối năm 2022. Đây được đánh giá là bước ngoặt lịch sử không chỉ riêng VinFast mà còn của toàn bộ ngành công nghiệp ô tô. Hơn nữa, thời đại vận chuyển ô tô từ nước này sang nước khác đã kết thúc, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Do vậy, chúng ta cần phải có nhà máy gần với thị trường để tiếp cận được tới khách hàng tiềm năng của mình. Và VinFast đã làm được điều đó khi chính thức xây dựng nhà máy tại quốc gia có công nghệ sản xuất ô tô hàng đầu như Đức. Người Việt mình hay có tâm lý mơ hồ và không dám tin đây là sự thật. Cũng đúng, vì những sự kiện chấn động thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Những gì ông Phạm Nhật Vượng đang làm là cách để truyền cảm hứng cho tinh thần của doanh nhân Việt Nam. Phải càng mạnh mẽ hơn, tìm tòi sáng tạo hơn, thất bại thì làm lại từ đầu. Thế giới làm được thì mình cũng phải làm được. Bởi người Việt Nam ta xét về trí thông minh thì đâu có thua kém quốc gia nào trên thế giới. Cái chúng ta thiếu là niềm tin, sự tự tin, bản lĩnh và một người dẫn đường. Đây cũng chính là lý do vì sao, dù sở hữu nguồn nhân lực trẻ dồi dào, có trình độ, nhưng một thời gian trở về trước, Việt Nam luôn bị xếp vào những quốc gia có nền kinh tế nằm ở vùng trũng của thế giới. Giờ đây, với một vị chủ tịch quyết đoán của hãng xe quốc dân, chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều phi thường. Việc xây dựng nhà máy tại Đức không phải là bước chân đầu tiên tại nước ngoài. Trước đó vài tháng, VinFast cũng nhận được khoản ưu đãi thuế 20,5 triệu đô để thiết lập trụ sở của chi nhánh Mỹ tại bang California. Hãng xe này đã đầu tư hơn 200 triệu đô trong giai đoạn đầu và tạo ra ít nhất 1.065 việc làm toàn thời gian tại địa phương. Hãng xe VinFast không để bị rối trí với những bất lợi khi đặt nhà máy tại Đức. Chẳng hạn, mức lương cao phải trả cho công nhân Đức, những quy định về luật lệ bảo vệ môi trường nghiêm ngặt của Đức, cũng như những khó khăn xuất phát từ người dân trong vùng và từ các tổ chức xã hội dân sự. Họ bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt có thể giải quyết đó, mà chú ý đến tầm quan trọng cốt yếu trong chiến lược châu Âu của VinFast. Sản xuất phải bền vững và được đặc trưng bởi hiệu quả và chuỗi cung ứng chắc chắn. Tại các cường quốc lớn về ô tô, doanh nghiệp phát triển bền vững vì cộng đồng luôn được khuyến khích để yên tâm đầu tư. Hay nói cách khác, muốn được ưu đãi, doanh nghiệp phải thể hiện được vị thế đủ lớn để chủ nhà ghi nhận sự đóng góp của họ cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nghĩa là điều kiện tiên quyết để được đặt trụ sở tại Hoa Kỳ hay Đức, các doanh nghiệp phải đạt đủ tiêu chuẩn về sản phẩm chất lượng, tính an toàn vì môi trường và tiềm năng trong tương lai. Đây là điều đáng tự hào bởi doanh nghiệp Việt đủ tầm để cạnh tranh với các doanh nghiệp đa quốc gia trên khắp thế giới. Nếu Mỹ là quốc gia đầu tiên mở bát cho hãng xe Việt, thì thị trường châu Âu với 3 quốc gia là Hà Lan, Đức và Pháp sẽ là những địa chỉ uy tín tiếp theo. Theo tờ Netherlands New Life, hãng xe Việt đang làm những điều khác biệt hoàn toàn so với các nhà sản xuất ô tô khác khi tiến vào Hà Lan trong năm nay. Trong khi những hãng khác thường cẩn thận thử nghiệm từng sản phẩm, VinFast lại cho ra mắt 5 mẫu xe hoàn toàn mới gần như cùng lúc. Và VF5 chính là con bài tẩy của VinFast khi cạnh tranh với các hãng xe khác, các chuyên gia đánh giá. Theo truyền thông Hà Lan, VinFast không muốn biến mình thành một thương hiệu bình dân, mà họ muốn trở thành người đi đầu trong cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Xa hơn nữa, hãng xe Việt muốn trang bị đầy đủ cho xe những tính năng công nghệ mới nhất để kết nối và hệ thống an toàn tiên tiến. Giống như hầu hết các thương hiệu xe mới hiện nay, các sản phẩm mới của VinFast chỉ có thể được đặt hàng thông qua Internet. Các công ty đại lý sẽ không được thành lập, nhưng sẽ có cơ sở được gọi là cửa hàng thương hiệu
nơi người tiêu dùng có thể đến để xem các mẫu và tìm hiểu thông tin. Hiện nay vẫn chưa biết VinFast sẽ thành lập bao nhiêu showroom như vậy tại thị trường Hà Lan, nhưng những cơ sở đầu tiên tại Mỹ đã dần được hé lộ. Đã có thông báo rằng những phiên bản đầu tiên của dòng xe điện VinFast mới sẽ đến Hà Lan vào cuối năm nay. Theo thông tin được công bố tại triển lãm công nghệ CES 2022, người mua tại châu Âu có thể đặt mua VF8 và VF9 với giá khởi điểm lần lượt là hơn 36.000 euro, tức 900 triệu Việt Nam, và hơn 49.000 euro, tức 1 tỷ 3 tiền Việt Nam. Chưa bao gồm thuế kinh doanh và giá trị gia tăng, cũng như dịch vụ thuê pin cùng gói dịch vụ ADAS và Smart Service. Các chuyên gia nhận định VF5 là sự khác biệt. VinFast đã thay đổi tên gọi để đơn giản hóa các mẫu xe. Những chiếc xe mới có tên gọi lần lượt là VF5, VF6, VF7, VF8, VF9. Kích thước các mẫu xe cũng có sự khác biệt. Trong đó, chiếc VF8 được trang bị động cơ 402 HP và có thể chạy tối đa là 550 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, chiếc VinFast VF6 có kích thước tương đương một chiếc Renault Captur. Chiếc xe được tờ báo Hà Lan chú ý nhất là VF5. VinFast dám cung cấp hệ thống chuyển động điện cho mẫu ô tô cỡ nhỏ chạy trong thành phố, trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô hầu như không muốn đầu tư vào nó. Trong nhiều trường hợp, chi phí để sản xuất ô tô nhỏ chạy bằng động cơ điện là tương đối đắt đỏ với một nhà sản xuất. Kể cả khi có làm được, mức giá dành cho các mẫu xe đó dường như cũng khiến người tiêu dùng hài lòng. Tuy nhiên, VinFast có vẻ không né tránh điều này. Hãng xe Việt sẽ công bố mức giá chi tiết cho 3 mẫu VF5, VF6 và VF7 trong tương lai. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh, châu Âu là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với VinFast. Theo bà, việc thành lập nhà máy tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược tiến vào thị trường ô tô lâu đời này. Khi có ý định như vậy, VinFast đã chốt phương án sẽ xây nhà máy sản xuất ô tô ở Đức. Đây sẽ là những thị trường đầu tiên mà hãng xe Việt nhắm đến khi tiến vào lục địa già. Ngoài ra, VinFast còn nhắm tới một số thị trường khác ở châu Âu trong tương lai như Italy, Scandinavia, Thụy Sĩ và Áo. Các bạn nghĩ sao về bước tiến tiếp theo của hãng xe quốc dân Việt? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!